khi co đạp té luôn, không nhiều khi mà chị đi mà lâu về quá là co đạp mà tụt cái hàng luôn, là xuống đất luôn. Nước muối này kia rửa. Thay mỗi ngày phải mua nước muối á, xúc rửa tại bằng quang. Nhiều đó, để em biết cái bài là viết cho người anh yêu. Thì ngỡ là một giấc chim bao, em như cô tắm bước vào đời anh. Mầm yêu bỗng bật chồi xanh, khiến là hồn anh chợt hóa thành trẻ con. Em chân quê chẳng phấn son, không giày cao gót, tâm hồn trắng trong. Dáng mai thắt đáy lưng ong, tóc dài mềm mượt, mắt hồng má thu. Em là cô tấm hiền từ, yêu anh quá đổi vô tư bất ngờ. Ngọt ngào em rót vào thơ, ôi trao cháy bỏng sóng xô dạt dào. Trên trời đẹp nhất trăng sao, trần gian đẹp nhất ngọt ngào là em. Đời anh vực thẳm bóng đêm, có em đau khổ nỗi niềm hóa không. Đó thì đó là bài thơ hồi đó viết khi mà còn đang yêu, đang lúc yêu vợ. Thì tiếp theo đây Minh Thơ xin chia sẻ mọi người bài thơ mà Minh Thơ tặng cho chồng. Đó là sau khi mà nghe bài thơ viết cho người anh yêu của chồng thì Minh Thơ cũng viết đáp lại bài thơ là viết cho người em yêu nhưng mà tặng cho Ngọc Lâm. Bài thơ như thế này mình xin đọc nha. Tình em biển rộng sông dài, tình anh là cả lâu đài núi cao. Câu thơ yêu quá ngọt ngào, lưu tình ta đến ngàn sao chẳng mờ. Chắc người ta bảo em khờ, quen anh chi gã yêu thơ tật nguyền. Không danh phận chẳng bạc tiền, nhưng em trân trọng mối duyên chúng mình. Em yêu bằng cả chân tình thì đâu quan trọng dáng hình giàu sang. Ngày làm to đến mơ màng, dệt câu thơ hát muôn ngàn lời ca. Thấy tình luôn mãi nở hoa, sống đời bình dị nhưng mà vẫn vui. Thấy anh sướng không? Có nước hay uống nước hay cái gì cũng có người vương kế chỗ luôn. Sướng hơn hoàng thượng luôn đó. Mấy nhiều người cứ nói làm anh cái này làm sao mà lấy vợ. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị ạ. Thì hôm nay Bùi Hồ đang có mặt tại một cái ngôi làng ngay tại trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Đó là làng May Mắn. Hôm nay thì Bùi Hồ đến đây để tìm về hoàn cảnh của một thầy giáo bị một biến cố tật nguyền, cùng sống chung với vợ của mình. Thì hiện nay thầy cũng làm nghề dạy học, và đặc biệt thì thầy có rất là nhiều sự cố gắng trong cuộc sống. Thì để hiểu thêm về thầy như thế nào thì mời cô bác quý anh chị cùng theo Bùi Hồ nhé. Em thì lúc nãy vô thì gặp chị thì em rất vui. Thì anh có thể chia sẻ thêm, thầy có thể chia sẻ thêm cho em cũng như khán giả biết về cái chuyện tình mà giữa thầy với lại cô. Thì thật ra về cái chuyện tình của mình á, thì một hai năm gần đây thì mình cái tính toán chia sẻ thôi, tại vì mình cũng mới cưới có hơn một năm mà chưa được 2 năm. Trước đó mình có quen vợ mình là Minh Thơ này ở quê Bến Tre, thì quen trong vòng 5 năm trước. Thì nhưng mà cái chuyện tình của mình lúc đó là tại vì giấu gia đình bên ngoài nên không có một cái hình ảnh hay là một chút cái chia sẻ gì trên mạng hay là ngoài hết, chỉ có bạn bè người thân trong gia đình biết thôi. Cho nên có nhiều người cũng hỏi là có người, nhiều người khi đám cưới người họ cũng không biết, hồi đó mình cũng không có khoai chia sẻ nhiều đó. Thì có nhiều người cũng nghĩ là mình đã lấy vợ mình trước khi mình bị tai nạn, đúng không? Cho nên có nhiều người không biết. Thì bây giờ cũng có nhiều bạn hỏi rồi, cũng có mình cũng có chia sẻ đó, mới nói là cái câu chuyện của tình yêu của mình là xuất phát từ thơ, cái duyên từ thơ á. Có nghĩa là mình là người thích làm thơ và yêu thơ, thì vợ mình cũng vậy. Thì hồi đó là hai người quen nhau qua Facebook.
Thì một lần tình cờ vợ mình cũng vào đọc được bài thơ của mình á, viết về gia đình, về em út, nên cái tên lúc đó mình cũng trăn trở về cuộc sống là mình bị khuyết tật thế này mà mình cũng cảm thấy lo cho cha mẹ cũng em út học hành đó, nên vợ mình vào đọc được với thấy bài thơ đó mới thấy cũng có một cái cảm xúc, thì là thơ lúc đó mình viết giống như cảm xúc bất thường á, ngẫu nhiên thôi. Thì mấy câu thơ đó vợ mình đọc được thì vợ mình mới kết bạn làm quen rồi nói chuyện, sau đó hai người nhắn tin qua lại làm quen nói chuyện cả mấy tháng rồi mới có lần gặp đầu tiên. Thì trước khi về quê ăn Tết đó, thì năm 2003 thì vợ mình về quê ăn Tết thì tới thăm mình một lần, mà cái hôm đó Tết chuẩn bị Tết 2004 thì vợ mình mới đi từ quận 7 qua xe buýt tìm cái Cái này chắc em phải hỏi chị. đúng rồi đó, chị 24 Thì đúng, anh nói nhầm để cho nó gõ hơn về cái chuyện tình để của chị thầy Ngọc kể. Lâm với lại chị Thơ, thì chị có thể chia sẻ cho em về cuộc gặp gỡ của chị với lại Dạ xin chào mọi người, thì Minh Thơ cũng xin được chia sẻ câu chuyện tình của Minh Thơ và Ngọc Lâm em cho mọi người cùng nghe và hiểu nhau nha. Thì cái lúc mà Minh Thơ qua gặp Ngọc Lâm là cuối năm 13 và đầu năm 14, cho rất là gần Tết rồi. Minh Thơ từ quận 7 qua để mà gặp Ngọc Lâm, thì trên đường đi thì cứ ngỡ là cái nhà may mắn anh Lâm ở đó là ở ngoài mặt tiền, cho nên là tìm mãi xuống xe buýt tìm mãi nhưng mà không thấy. Sau đó thì cũng kêu một chú xe ôm chở đi tìm, thì tìm tận từ sáng tới gần 12 giờ trưa thì tìm mãi mới gặp được anh Lâm ngồi đợi giữa trưa nắng, thấy rất là thương. Và hai người vô lúc đó thì đúng là bữa cơm trưa của mọi người, lúc đó thì các anh em xe lăn ở trong nhà may mắn đó đang chuẩn bị cơm trưa, và anh Lâm thì ảnh cũng chuẩn bị dùng cơm trưa, mà dùng cơm trưa thì ảnh phải có một cái miếng dán kê lên chiếc xe như thế này, chứ ảnh cái tay ảnh không có tự mà phải cầm đeo muỗng để muỗng mà múc được, phải cắm cái muỗng vô đây để mà tự múc ăn. Nhưng mà cái chân thì cũng họ cũng có thắt còng rồi đạp đá, và khi muốn đá tung cái dán đó luôn, cho nên mình thấy cái sinh hoạt của ảnh rất là khó khăn, nên nó thôi để em đút cơm cho anh ăn, ảnh cũng ngại nó thôi để anh đút ăn. Mình cảm thấy rất là thương, tại vì lúc mà mấy tháng trước thì nói chuyện qua điện thoại á thì chỉ nghĩ ảnh là ngồi xe lăn khuyết tật thôi, chân đi không được thôi, chứ không nghĩ là tay ảnh yếu như vậy. Thì thường thường mình thấy ngồi xe lăn á thì cái tay họ bình thường, họ vẫn hoạt động bình thường, nhưng mà cái tay này là yếu quá, ảnh là tứ chi, còn những người mà tay hoạt động được là bị hai chi, bình thường cuộc sống của ảnh bị gãy cổ thì nặng hơn, và tay cũng bị giống như là bị liệt luôn á, không có cầm nắm gì được cả, các cái ngón tay nó cứ co như thế này thôi đó. Thì không cầm nắm được, thấy tội quá, thương quá. Những lúc mà lúc trước nói chuyện thì nhắn tin qua điện thoại, thấy anh này nói chuyện xong nhắn tin xong mà lâu lắc trả lời quá, thấy cũng giận trong lòng, thế sao mà đang nói chuyện với mình bỏ đi đâu mất tiêu. Thì khi mà tới thì thấy cảnh sinh hoạt của anh rất là khó khăn, thấy rất thương, nên là hai đứa cũng cứ tới nói chuyện thì cũng có tình cảm rồi, nên là anh Lâm nói thôi nếu mà em muốn thay đổi công việc thì cũng lại gần chỗ anh là tìm nhà trọ làm, ở đây cũng có công việc là cho hai đứa dễ tìm hiểu hơn nhau. Lúc mà chuyển nhà trọ qua thì sau một tháng sau chứ, về quê tới một tháng sau thì cũng quyết định là tới chỗ anh Lâm, hai đứa đi tìm nhà trọ. Tìm nhà trọ thì lương ở đó công ty lúc năm 14 anh cũng thấp lắm, công ty đa số ở đó là những công ty sản xuất nhỏ, nó lương nó chừng 2 triệu mấy 3 triệu, tăng ca nhiều lắm cũng 3 triệu mấy thôi, làm ca đêm này kia nữa, kiếm được cái phòng nhà trọ cũng 1 triệu, có một mình ở 1 triệu, rồi lương chỉ có 2 triệu mấy 3 triệu, cũng không có đủ chi phí á, mình phải lo giúp gia đình này kia nữa. Cho nên là một thời gian cũng thay đổi công ty này công ty kia, biết là sao cũng thấy nản trong lòng đó, nói anh Lâm ha, hỏi chắc em phải đi chỗ khác em sẽ làm để mà có thêm thu nhập để mà phụ gia đình đó, chứ mình ở đây mình làm như có nhiều đó không có đủ mà trang trải cuộc sống. Anh cũng thấy buồn, anh nói thôi bây giờ em đã cất công tới đây, hai đứa đi tìm nhà trọ công việc cũng khó khăn, mà bây giờ em đi vậy mình xa mặt cách lòng á, mình khó tìm hiểu, nhiều khi em đi chỗ khác em quen mà này kia anh bỏ anh luôn. Anh buồn, anh nhiều lúc anh muốn bệnh luôn, lúc đó cũng muốn cảm bệnh luôn, thấy thương quá trời, thôi gán tìm một công ty nữa cũng ở gần đó, và cái công việc nói chung là cũng hơi vất vả nhưng mình cũng cố gắng được á, làm ca ngày thì sáng đi chiều về, rồi ảnh đi làm về sớm, ảnh đi xe lăn xe lên á đón mình, thấy cũng rất là thương. Hai đứa nhiều đứa thì đi xe lăn, đứa đi xe đạp về, chiều mát mẻ thấy cũng lãng mạn lắm, rồi về lo cơm nước rồi ăn uống. Sau thời gian thì xe của ảnh bị hư, ảnh thì ảnh ngồi xe lăn điện, xe lăn điện lúc đó cũng là cũng trung tâm cho thôi, nhưng mà cũng xe phải cũ. chục năm rồi lâu quá nó hư, cho nên là xe lăn mà hư thì đổi qua xe lăn tay thì cái tay ảnh yếu không có lăn được. Lúc đó thì
cũng vất vả, thế là không có lên trung tâm được, ở nhà thì cũng không có ai chăm sóc nhân viên, thì họ lên trung tâm họ chăm sóc rồi. Mình phải nghỉ ở nhà lo cho ảnh, đẩy xe này kia, lo vệ sinh này kia hàng ngày, rồi cứ đẩy ra đẩy vô, ảnh không có lăn được á. Rồi sau ảnh cũng may mắn là gặp một cái chú ở trên Facebook, có chú đó là tổng giám đốc của công ty Thành Hưng, cái xe tải Thành Hưng á, giúp một nửa tiền để mua chiếc xe đó. Xe này cũng xe này là cái chú đó giúp mà mua đó, công ty Thành Hưng. Rồi cũng tạo điều kiện là cho hai đứa làm công việc tại nhà luôn, làm trên máy. Lúc mà chị Thơ đó quen anh Lâm là có giấu gia đình không? Lúc đó thì hai đứa là quen là cũng lo lắm, giấu gia đình, tại vì mình biết thế nào cũng gia đình cũng sẽ rất là buồn khi mình quen một người khuyết tật như thế này, mặt yếu như thế này nữa, tay không có cầm nắm được, tay khuyết tật mà tay còn hoạt động được thì mình có thể là chạy xe ba bánh, mình đi xe gắn máy cũng được, nhưng ảnh mà không có cầm nắm gì được cả, cho nên là sợ gia đình biết đó, cho nên cũng giấu trong vòng mấy năm đó. Thống nhất là hai đứa là cố gắng làm sao để mà lo được cuộc sống, lo phụ trả nợ bên anh Lâm đang thiếu nợ rất là nhiều, rồi sửa nhà bên chị nữa. Sau khi mà mấy năm cố gắng đó thì giúp được gia đình hai bên trả nợ và xây nhà xong, thì giáp nó cũng Tết về cũng chưa dám nói gia đình biết luôn. Thế em nó thôi chị nói đi chứ bây giờ chứ giấu hoài không được đâu, lớn tuổi rồi cũng phải, nếu mà thương nhau thật lòng thì cũng tính tới chuyện hôn nhân này kia đi, còn lo con cái này kia nữa. Rồi nói với mẹ với dì, mẹ với dì cũng thấy anh Lâm như vậy cũng rất là buồn, với con mình đi làm bao nhiêu năm nay chưa lấy chồng, dưới quê cũng giới thiệu mối quan hệ này kia cũng khá giả mà không chịu lấy chồng, giờ quen một cái người xe lăn khuyết tật một tay yếu như vậy nữa, rồi cũng rất là lo, cũng buồn, cũng khóc luôn. Cái chị mới nói thôi mấy năm nay con với Lâm cũng cố gắng làm để mà giúp gia đình hai bên trả nợ và xây nhà đó, rồi hai đứa con cũng thương thật lòng, ảnh cũng tính rất là hiền, xong tình cảm rất nhẹ, chăm chỉ làm ăn lắm, tuy tay ảnh chân ảnh liệt mà tay yếu như vậy, nhưng mà ảnh có đầu óc rất là minh mẫn và tính toán là lo xa là kia con, hai đứa con lại rất là hợp nhau nữa. Thì cho mẹ với dì xem hình thì mẹ xem hình thấy anh này họ thấy nhìn mặt cũng hiền á, dì của mình á thì từ đó anh cho trường nhìn người cũng rất là chuẩn, em thấy anh này mặt cũng hiền, thì cho coi hình ảnh rồi Thơ này kia thấy cũng mến là sắp xếp. Trong năm đó là mẹ dì lên thăm anh nè, lên thăm hai chồng mình, rồi bố mẹ gọi bố mẹ ngoài Bắc vô nữa, ngoài Thanh Hóa vô, rồi hai bên gia đình gặp mặt nói chuyện thấy cũng mến, nhà bố mẹ ông ngoại cũng rất là vui vẻ và nói chuyện nó còn có tình cảm đó. Rồi về quyết định là sang năm 2018 là tháng 8 thì đó là mình làm giống như lễ hỏi trước ra mặt ở đây, xong rồi cái về coi ngày kia tháng 12, 23 tháng 12 năm 18 là bắt đầu là đám cưới tại đây. Đám cưới là hai vợ chồng lo từ A đến Z luôn, bố mẹ hai bên là chỉ là lại có mặt cái thôi, chuẩn bị chị... may được cái chú mặt của đó, mua giải ký về mai rèm cửa để cái chuẩn bị phòng tân hôn. Em thấy phòng của mình đẹp quá luôn nè. Hình ở trên đây là chị tự trang trí hết hả? Cái này là mua chữ về dán, còn chim còn là mình tự vẽ, mình cắt dán trang trí thôi. Em thấy ở bên đây nè, cái góc làm việc của anh Lâm nè. Những cái bằng khen của anh. Đó. Anh dạ. Trước, cái này là anh đặt tay hay là anh làm anh Lâm? Cái chữ này là của cái chú. Viết thư pháp ngược chú Hoàng á, chú là bảo vệ chú của trung tâm mình mà chú cũng bị khuyết tật một chân á, chú xin viết thư pháp, hôm nay chú mới viết được cái thư pháp ngược, viết ngược trên cái lon bia luôn á, cho nên chú viết tặng vợ chồng Ngọc Lâm, vợ chồng mình cái đó luôn á. Anh này viết trên lo, chú được viết trên lon bia hả? Đúng rồi, viết thư pháp ngược luôn nha, và viết trên vỏ lon bia, cái này là độc lạ lắm. Bên nhau cũng một chữ tình, ngọt bùi cay đắng, chúng mình có nhau. Là Lâm Thơ. Đa số làm việc ở nhà, ít có ra ngoài lắm. Thì cũng chỉ là công việc mình đi thì cũng đi nhà chồng, cũng đi gần gần đấy thôi. Nên mình cũng tạo cái không khí nó lãng mạn, nó giống như lạc quan mà tương xác một chút để mình vừa làm mình dám ngắm cảnh luôn. Chồng cho nó thoải mái tâm hồn, chứ mở nhà mình cứ quay quẩn bốn bức tượng thế này mà cái phong cảnh không có gì hết thì yêu tâm hồn. Thấy hai vợ chồng hạnh phúc gì em ngưỡng mộ quá. Ơi chúc hai vợ chồng luôn luôn hạnh phúc bên nhau nha.